Trường Hợp kính chào quý vị, chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Gửi Lời Yêu Thương được phát sóng vào mỗi tối thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube Sen Vàng TV và Sen Vàng Music. Quý vị thân mến, trong tình yêu thì đâu phải ai cũng có thể đến với nhau được, đúng không? Yêu đương và chia tay là chuyện bình thường. Khi mà chúng ta yêu rồi và chúng ta không còn bên nhau nữa thì một khoảng thời gian sau, có thể là 1 năm, 2 năm hay 5 năm, 10 năm rồi thì người ta cũng sẽ có một cái tình yêu mới. Thế nhưng trước cái điều chia tay mà nghĩ rằng bình thường ấy và một cái mối quan hệ mới tiến đến thì người ta có can đảm để nắm bắt hay không? Đó là một chuyện. Chúng ta có đủ dũng cảm để có thể yêu thêm lần nữa được hay không? Đó là một câu hỏi lớn và mỗi người sẽ có một câu trả lời cho riêng mình. Và hôm nay với chủ đề là yêu thêm lần nữa thì Trường Hợp nghĩ rằng sẽ nhận được rất nhiều sự đồng cảm của quý vị khán giả, bởi vì chuyện chia tay, tan hợp là cái điều ai cũng phải trải qua, và Trường Hợp chắc chắn luôn là quý vị sẽ thấy có hình bóng mình ở trong đó. Nếu như bạn mạnh mẽ, sau khi chia tay một mối tình, một thời gian sau bạn lại bắt đầu dần dần phục hồi lại, rồi bạn lại bắt đầu yêu thương, bạn lại bắt đầu đón nhận một tình yêu mới và bắt đầu một mối quan hệ mới. Thế nhưng nếu như bạn mối tình trước đó quá sâu nặng khiến cho bạn nặng lòng, hoặc giả là bạn phải trải qua một vết thương lòng quá lớn rồi mang một cái tâm lý như là con chim non sợ cành cong vậy, thì biết bao lâu bạn mới có thể lại mở lòng mình ra để dũng cảm yêu thêm một lần nữa đây, đúng không? Người ta cứ nói với nhau rằng là thôi thì hãy đừng có bó chặt cái trái tim mình lại nữa, hãy cứ để cho nó lại chắp cánh thêm một lần nữa đi và hãy đón nhận những mối quan hệ mới đi. Thế nhưng mà Trường Hợp nghĩ là rất là khó. Bởi vì sao? Khi bạn yêu một ai đó đã rất sâu đậm rồi thì bạn sẽ đặt mọi cái kỳ vọng, mọi tình yêu thương, mọi sự tin tưởng vào người mình yêu. Trong mắt bạn, người yêu của mình lúc nào cũng hoàn hảo cả, có thể nói là mọi thứ đều là điểm 10 hết. Cho nên lúc mà bạn bị thất vọng rồi bạn chia tay, luôn luôn bạn sẽ có một cái tâm lý là cái người đó mình cảm thấy hoàn hảo như vậy, cái gì cũng tốt như vậy, mà cuối cùng lại không được, không đi đến được cuối cuộc đời được với mình, lại làm cho mình thất vọng. Thì rồi mình có tìm được ai hoàn hảo như người đó hay không? Thế cho nên bạn sinh ra một cái tâm lý người ta gọi là mất lòng tin. Bên cạnh cái mất lòng tin đó thì cũng có một điều ảnh hưởng rất là lớn, rất là sâu sắc đến tâm hồn của bạn, khiến cho bạn cảm thấy là mình không có đủ cái can đảm và mình cũng không có thèm yêu thêm nữa đâu, vì đã bị chối bỏ rồi và bị gieo vào lòng những cái vết thương, những cái vết cắt rất là đau. Thế là bạn sinh ra một cái cảm giác là Trường Hợp nói nôm na là căm ghét tình yêu, có một cái nỗi thù hận trong lòng. Và rồi cuối cùng đôi khi vô tình đi trên đường phố, bạn nhìn thấy những cái cặp đôi đang yêu nhau, đang có những cái cử chỉ âu yếm, hay là bạn nghe những cái lời nói ngọt ngào gì đó của họ, thì bạn sẽ lại vô duyên vô cớ mà nổi đóa lên, sẽ bực mình vì tại sao mà những cái người họ cứ tay trong tay lại đi lãng vãng xung quanh mình như vậy, trong khi mình đang rất là hận. Rồi còn một cái điều này nữa cũng ảnh hưởng rất là lớn tới tâm lý của bạn nè, đó là khi mà bạn chia tay một người mà bạn cảm thấy cái người đó quá hoàn hảo rồi, người đó cái gì cũng tốt, cái gì cũng ok hết, cái gì cũng đáp ứng được đầy đủ những tiêu chí mà bạn đưa ra, để rồi một cái khoảng thời gian dài sau đó bạn cứ loay hoay đi tìm một người khác tốt như là người cũ, yêu thương bạn nhiều như là người cũ, chiều chuộng bạn, hiểu bạn nhiều như là cái người cũ đã xa ấy, để rồi lỡ cả một cái khoảng tuổi thanh xuân. Hay là bạn nghĩ đi, khi mà có một người nào đó tiến đến bên cạnh mình rồi bạn cũng chấp nhận cái tình yêu đấy, nhưng mà trong quá trình yêu nhau bạn cứ luôn mang những cái tiêu chuẩn cũ ra để so sánh và áp đặt lên người mới. Tại sao họ không giống người yêu cũ của mình? Tại sao họ không như thế này như thế kia? Có phải là rất tai hại không quý vị? Và Trường Hợp nghĩ rằng chúng ta cố gắng đừng nên bao giờ như thế, bởi vì trên đời này hoàn toàn không có ai là giống ai cả. Nãy giờ chúng ta nói như vậy thôi, chúng ta nói là khi mà đã trải qua một lần đổ vỡ thì người ta sợ yêu, nhưng thật sự Trường Hợp nghĩ là người ta không phải sợ yêu đâu quý vị, không phải sợ cái cảm giác bắt đầu một mối quan hệ, mà chính là chúng ta đang sợ cái cảm giác phải kết thúc mối quan hệ đó. Chúng ta sợ gì? Sợ anh lại bỏ rơi tôi, sợ em lại rời xa tôi, sợ tất cả những yếu tố, những trở ngại trong cuộc sống này có thể tác động đến mối quan hệ của hai ta. Tôi sợ chia ly, tôi sợ nước mắt, tôi sợ khổ đau, và tôi sợ một khoảng thời gian quá chông chênh khi chúng ta lại phải xa nhau một lần nữa. Thế thì có phải là thì thôi, đừng yêu nữa, có phải hơn không quý vị? Nhiều khi mà mình nghĩ sâu xa một chút xíu, mình suy nghĩ nhiều một chút xíu, thì mình lại sợ làm đau người đến sau. Bởi vì sao? Bởi vì dù người ta có biết về mối tình cũ của bạn hay không,
người ta có hiểu rõ về cái nỗi ám ảnh trong lòng bạn hay không, thì trong cuộc sống này dù vô tình hay cố ý, dù nhiều hay ít, chắc chắn cũng có một đôi lần, một đôi lúc bạn làm tổn thương người ta. Khi mà những kỷ niệm, những chuyện tình cảm ngày xưa vô tình được khơi gợi lại, thế là bạn lại đâm ra e dè, bạn lại thu mình lại và bạn không dám tiếp xúc, hay là bạn không dám tiến tới với bất kỳ một người nào có tình cảm với mình nữa. Có một điều trường hợp rất là tâm đắc như thế này, và trường hợp chắc chắn luôn, nếu như bạn đang ngồi theo dõi chương trình Gửi Lời Yêu Thương ngày hôm nay và bạn nghe xong thì bạn sẽ bật cười và tự nhủ với lòng mình là: ôi sao mà giống mình đến thế, sao mà y hệt như mình vậy, và mình cũng là một trong những người như thế. Ví dụ như một buổi tối khi mà anh người yêu hỏi bạn là: tối nay em muốn đi ăn ở đâu, thì bạn cứ vô tư mà nói rằng: em muốn đi ăn ở quán bò bít tết ABC ở đường XYZ, cái chỗ mà hồi đó chúng ta hay ăn đó. Và khi mà anh người yêu ngẩn người ra hỏi lại là: ô chỗ nào sao anh nghe lạ quá vậy, thì lúc đó bạn mới sực nhớ ra là mình đã nhầm lẫn thời gian. Đúng là bạn đã ăn ở đó thật, nhưng mà là với người bạn trai cũ, chứ không phải là với người hiện tại. Lúc đó thì hết hồn đúng không quý vị? Hay chẳng hạn là một ngày đẹp trời nào đó, tự nhiên bạn có nhã ý mời bạn gái của mình đi Đà Lạt chơi. Bạn sẽ nói rằng là: em ơi, cuối tháng này hay là cuối tuần này mình đi Đà Lạt chơi nhé. Mùa này hoa dã quỳ nở đẹp lắm, và anh sẽ hái tặng em một đóa hoa dã quỳ giống như là... Đó, tới chỗ này là bạn khựng lại rồi, tại bạn đang sực nhớ ra là mình bị hớ. Và nếu như may mắn thì bạn sẽ kịp sửa chữa lại là: anh sẽ hái tặng em hoa dã quỳ giống như là anh xem trên TV người ta thường thấy như vậy. Và nếu như không thì, nếu như mà không stop kịp thời lại, thì chắc chắn là bạn sẽ buộc miệng ra là: anh sẽ hái tặng em một đóa hoa dã quỳ giống như là anh đã từng tặng em vào năm ngoái này. Đấy, những cái sự nhầm lẫn vô cùng tai hại mà Trường Ngọc thấy nó rất là nguy hiểm. Thế nhưng là nhiều người đã mắc phải lắm rồi, đã rơi vào trường hợp đó lắm rồi. Những lúc ấy nếu như mà không may người yêu của bạn mà nhận ra được cái điều đó, thì có phải là lời qua tiếng lại sinh ra là cãi nhau, rồi có thể làm cho mối quan hệ của chúng ta xấu đi đúng không? Còn nếu như may mắn người yêu của bạn không nhận ra, thì cũng có thể gọi là cho qua, nhưng mà cũng phải nói là được một phen hú vía đúng không? Nhưng mà riêng đối với bản thân Trường Ngọc nghĩ á, thì khi yêu người ta nhạy cảm lắm. Nếu như mà nghe đến đó rồi thì chắc chắn là đối phương cũng sẽ hiểu được phần nào, cũng sẽ biết được phần nào. Có chăng là người ta cố tình im lặng để cho mọi chuyện cứ êm đềm lặng lẽ trôi đi thôi. Nhưng mà cố gắng là đừng bao giờ để rơi vào trường hợp đó quý vị nhé. Thế cho nên chung quy lại, chúng ta nói nãy giờ với nhau như vậy là gì? Để mình có thể nhận rõ ra thêm rằng là cứ sau khi một lần đổ vỡ thì trái tim của chúng ta lại hằn lên một vết cắt, và rồi tiếp nhận một mối tình khác, tiếp nhận một cái sự quan tâm, lo lắng, chăm sóc của một người khác thì nó không phải là dễ dàng. Nhưng mà cuộc sống này không có tình yêu thì nó cũng khô héo quá phải không quý vị? Cho nên là nếu như đã đổ vỡ một lần thì hãy lấy những cái có thể gọi nôm na là những cái sai, những cái chưa đúng của quá khứ để làm tốt hơn cho hiện tại, và hãy cố gắng can đảm đón nhận một tình yêu mới. Trường Ngọc nghĩ là cứ hãy yêu thương thật lòng đi, rồi thì yêu thương cũng sẽ đến trở lại. Trong cái khoảng thời gian yêu thương của mỗi con người, trừ những ai mà tình đầu cũng là tình cuối, thì Trường Ngọc nghĩ là đa phần những người còn lại đều sẽ trải qua cái cảm giác là yêu thêm một lần nữa. Đó là một cái điều vô cùng bình thường, hiển nhiên mà hầu như ai rồi cũng sẽ như vậy. Đặc biệt là yêu lại một người cũ từ đầu rất là khó. Có nghĩa là sau một khoảng thời gian chia tay, họ đi năm sông bảy núi, nhiều khi đi cả một vòng trái đất, rồi họ vẫn lại quay trở về bên nhau. Và thực sự là Trường Ngọc vô cùng ngưỡng mộ những người làm được điều đó. Có người thì nói rằng là: thôi đừng có yêu lại người cũ, tại vì tất cả mọi việc nó đã cũ kỹ quá rồi. Họ biết tình yêu khi chia tay giống như là bạn rời khỏi căn nhà của mình, thế rồi đi ra ngoài thế giới bôn ba khắp nơi. Bạn cảm thấy không có chỗ nào để cho ta dung thân, không biết bấu víu vào đâu, để rồi bạn lại quay trở lại cái ngôi nhà quen thuộc của mình, mà nơi mà mình đã từng bỏ rơi nó. Thế nhưng có người thì lại nói rằng là không phải là không biết bấu víu vào đâu, có chỗ chào đón ta đấy, có chỗ để cho ta nghỉ ngơi, có chỗ sẵn sàng đón lấy ta đấy. Nhưng ta không quen, ta không quen. Ta đã quen rồi trong ngôi nhà cũ, từng góc nhỏ, từng cái ly, từng chiếc chén, hay là từng hạt bụi li ti bám trên mép bàn. Ta quen điều đó và ta trở lại để ta cảm thấy an toàn trong chính ngôi nhà cũ của mình. Mặc dù có thể rằng bên trong căn phòng của bạn là cả một đống bề bộn lộn xộn,
và bạn không biết là phải sắp xếp nó lại từ đâu cả. Ấy thế cho nên người ta mới nói rằng đó chỉ là những cái liệu pháp tâm lý. Khi mà bạn thấy bất ổn, bạn thấy chông chênh, bạn thấy thiếu thốn và bạn chưa tìm được một cái người hợp với mình thôi. Nghĩa là bạn quay trở lại một cách rất là vội vã khi bạn chưa đi đến đâu cả. Tình yêu đời thực làm gì mà có, giống như phim ngôn tình hay là phim Hàn Quốc, cứ hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp, lòng vòng như vậy. Thôi đừng có nghĩ tới cái chuyện viễn vông đó nữa. Bởi khi bạn yêu lại người cũ thì những nỗi ám ảnh còn đeo bạn dai dẳng mãi, tất cả rồi cũng sẽ chẳng đi đến đâu đâu. Nhưng mà có người thì lại nói khác à nghe. Có người thì nói rằng là yêu lại người cũ không có sao hết á. Yêu lại người cũ chẳng sao cả, nhiều khi còn thấy hứng thú nữa kìa. Tại vì một cuốn sách chúng ta đọc đi đọc lại nhiều lần vẫn thấy hay. Và có khi đọc tới cái chỗ đó, cái đoạn đó của cái chương đó, ủa cái chỗ này hay quá, mình tâm đắc tới cái điều này quá. Tại sao trước đó khi đã đọc hết cuốn sách từ đầu tới cuối rồi mình vẫn không khám phá ra được điều này? Và khi bạn đọc lại lần thứ 2, lần thứ 3, lần thứ 4, lần thứ N thì bạn sẽ lại phát hiện ra thêm N thứ hay ho mà trước đó bạn chưa cảm nhận được. Trong tình yêu cũng vậy thôi. Lúc mà hai người xa nhau rồi chia ra, mỗi người đi mỗi hướng, có một cái cuộc sống riêng, lại tiếp tục những cái mối quan hệ khác. Để rồi một thời gian lâu như vậy, bạn sực nhớ ra rằng, và tự nhiên trong lòng bạn dâng lên một cái cảm giác rằng là ôi mình nhớ cái người ấy quá. Chỉ có người ta mới mang lại cho mình cảm giác an toàn, cảm giác yêu và được yêu, vân vân và vân vân. Và mình muốn trở lại. Thế là một cách tự nhiên hai người trở về bên nhau. Và khi hai người bắt đầu quay trở về và xuất phát, chúng ta lại tìm thấy được những cái sự hay ho từ đối phương mà trước đó mình chưa khám phá ra, mình chưa hiểu nhau hết được. Đây là cơ hội để cho bạn hiểu nhau nhiều hơn nữa so với trước kia. Nhưng mà thật ra Trường Ngọc nghĩ làm được điều đó là rất là khó. Trường Ngọc xin khẳng định lại một lần luôn, yêu lại người cũ từ đầu cực kỳ khó. Bạn phải có một sự bao dung vị tha rất là lớn. Và lúc này cái quan trọng nhất bạn cần có đó chính là quên. Bạn phải quên hết tất cả những kỷ niệm không vui. Bạn phải quên hết tất cả những điều mà làm chúng ta cắn đắng xích mích với nhau ngày xưa. Và đặc biệt là bạn phải quên đi cái định kiến rằng hai người đã chia tay, cái định kiến rằng mối tình ấy đã cũ, thì mới có thể trở lại từ đầu và xây dựng một cái mối quan hệ tốt đẹp được. Có nhiều người sau khi chia tay mối tình của mình thì vô cùng buồn khổ, có thể nói là héo hon luôn. Rồi họ vội vàng đi tìm một người lấp cái khoảng trống đó. Và cho đến khi mà yêu 5-7 mối tình khác rồi, họ vẫn không thể nào vui hơn được. Dù vẫn yêu thương mỗi ngày nhưng sau trong lòng họ cứ có một cái khoảng trống mênh mang. Thế rồi họ quyết định quay trở về bên nhau. Và họ nhận ra rằng là ồ, hóa ra chúng ta yêu lại người cũ cũng không phải là một cái điều gì đó mà quá tệ như là người ta vẫn thường nói. Hóa ra cũng có hay ho đấy chứ. Chúng ta biết được, hiểu nhau, thấu rõ được con người của nhau từ trước rồi. Thế cho nên bây giờ chỉ việc điều chỉnh và cư xử với nhau tốt hơn mà thôi. Thế đấy, thế nên Trường Ngọc mới nói rằng quý vị ơi, nếu như trải qua một khoảng thời gian mà cảm thấy tình yêu vẫn còn, cảm thấy rằng là dù mình có làm mọi cách đi chăng nữa thì hình bóng ấy vẫn không thể nào phai mờ được, vẫn không thể nào quên được, mình vẫn cần người ấy và chỉ có người ấy mới cho mình cái cảm giác yêu và được yêu nhiều nhất, thì thôi xin hãy cứ mạnh dạn trở về bên nhau nếu như bạn muốn thế. Những gì mà Trường Ngọc muốn chia sẻ với quý vị và các bạn trong chương trình Gửi Lời Yêu Thương hôm nay với chủ đề yêu thêm lần nữa. Mong là khi xem chương trình thì chúng ta sẽ có cảm giác là được thấu hiểu, được đồng cảm. Đôi khi nhìn nhận thấy cái bóng dáng của mình trong đó và có một cái nhìn thoáng hơn, nhẹ nhõm hơn đối với chuyện tình của mình. Chúng ta hãy cứ yêu đi, yêu ai không quan trọng. Có thể là yêu lại một người từ đầu hoặc là yêu một người khác, một bóng hình mới. Nhưng hãy nhớ, điều quan trọng nhất là cách yêu. Cách yêu sẽ quyết định tất cả để cho mối quan hệ ấy sẽ tiến triển tốt đẹp hơn. Và rồi như Trường Ngọc nói lúc nãy là sẽ không có thêm một lần nữa nói lời chia tay quý vị nhé. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Trường Ngọc rất cảm ơn những sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hãy cứ gửi những tâm tư, những tình cảm của mình về cho chương trình theo địa chỉ hộp thư là Gửi Lời Yêu Thương avongsenvang.vn.com. Hoặc một cách đơn giản hơn, bạn có thể để ngay lại bình luận hoặc comment của mình dưới mỗi số của chương trình và chúng tôi sẽ luôn luôn đọc, thấu hiểu cùng bạn và chia sẻ lại câu chuyện của bạn với tất cả chúng ta, với những khán giả đang đồng hành cùng với chương trình. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại nhé.